Xin kính chào quý vị và các bạn. Thục Anh rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đồng chí Võ Văn Thưởng sinh ngày 13 tháng 12, 1970, dân tộc Kinh, vào Đảng ngày 18 tháng 11, 1993, chính thức ngày 18 tháng 11, 1994, quê quán xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn thạc sĩ triết học. Đồng chí Võ Văn Thưởng là Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, 12, 13, Bí thư Trung ương Đảng khóa 12, 13, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, 13, đại biểu Quốc hội khóa 12, 14, 15. Tóm tắt quá trình công tác của đồng chí Võ Văn Thưởng, từ năm 1988 đến năm 1992, sinh viên khoa triết học, Đại học Tổng hợp, Phó Bí thư Đoàn khoa, Bí thư Đoàn khoa triết học, chủ nhiệm Câu lạc bộ Lý luận trẻ. Từ năm 1992 đến năm 1993, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Từ năm 1993 đến năm 2004, công tác tại Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, lần lượt trải qua các chức vụ cán bộ Thành đoàn, Phó trưởng ban, rồi trưởng ban, Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban thường vụ, Phó Bí thư, rồi Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch, rồi Chủ tịch Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 10/2003, từ tháng 11/2004 đến tháng 10/2006, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Quận ủy 12. Tháng 4/2006, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 của Đảng được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng. Tháng 10/2006, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, từ tháng 1/2007, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa 12. Từ tháng 1/2011 đến tháng 4/2014, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi từ tháng 8/2011. Từ tháng 4/2014 đến tháng 1/2016, đồng chí Võ Văn Thưởng là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 1/2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Ban chấp hành Trung ương Đảng bầu vào Bộ Chính trị, được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư. Từ tháng 2/2016 đến tháng 1/2021, đồng chí Võ Văn Thưởng là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, phụ trách công tác tư tưởng, văn hóa, khoa giáo và công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền, phụ trách công tác tuyên truyền về biển đảo, thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, phụ trách Hội đồng khoa học các ban đảng Trung ương và Hội đồng lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa 14. Từ tháng 1/2021 đến tháng 3/2023, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Ban chấp hành Trung ương Đảng bầu vào Bộ Chính trị, được Bộ Chính trị phân công làm thường trực Ban Bí thư. Tháng 2/2021, phụ trách công tác nội chính, tài chính, kinh tế, đối ngoại của Đảng, công tác đối ngoại nhân dân, Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Tháng 3/2021, đại biểu Quốc hội khóa 14, 15. Ngày 2/3/2023, tại kỳ họp bất thường lần thứ 4, Quốc hội khóa 15 đã bầu đồng chí Võ Văn Thưởng giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 đến 2026. Ngày 6/3/2023, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã họp để xem xét về công tác cán bộ. Bộ Chính trị quyết định đồng ý đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Thường trực Ban Bí thư khóa 13, thôi giữ chức Thường trực Ban Bí thư. Và mới đây nhất, chiều ngày 20/3, Ban chấp hành Trung ương đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh nhiệm kỳ 2021 đến 2026 theo nguyện vọng cá nhân. Theo VN Express, Ban chấp hành Trung ương đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh nhiệm kỳ 2021-2026 theo nguyện vọng cá nhân. Quyết định được Ban chấp hành Trung ương thống nhất tại hội nghị bất thường chiều 20/3 sau khi xem xét đơn xin thôi giữ các chức vụ của ông Võ Văn Thưởng. Thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng cho biết, Ban chấp hành Trung ương đánh giá ông Võ Văn Thưởng là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, được phân công
giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, ông Thưởng đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Những vi phạm khuyết điểm của ông Võ Văn Thưởng đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, ông Thưởng đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác, thông cáo cho hay. Đây là hội nghị bất thường lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương kể từ đầu nhiệm kỳ 2021 đến 2026. Hơn một năm trước, ngày 2 tháng 3, 2023, ông Võ Văn Thưởng, lúc đó là Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026, thay ông Nguyễn Xuân Phúc xin thôi nhiệm vụ. Sau hội nghị Trung ương hôm nay, Quốc hội sẽ họp bất thường để quyết định vị trí Chủ tịch nước. Đầu nhiệm kỳ khóa 13 năm 2021, Bộ Chính trị có 18 ủy viên, đến nay còn 14 do 4 người xin thôi nhiệm vụ, số ủy viên Trung ương cả dự khuyết từ 200 hiện còn 179. Trong hơn một năm giữ cương vị Chủ tịch nước, ông Thưởng có hơn 10 chuyến công du và tiếp xúc với lãnh đạo, nguyên thủ các nước. Tháng 11-2023, khi dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC lần thứ 30 tại Mỹ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đề xuất đăng cai APEC 2027 tại Việt Nam. Điều này thể hiện mong muốn đóng góp của Việt Nam cho tiến trình phát triển của APEC. Trong chuyến công du của ông và đoàn lãnh đạo cấp cao tới Nhật cuối tháng 11-2023, Việt Nam và Nhật Bản đã tuyên bố nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới. Thời gian tới, Cà Phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật những thông tin nóng nhất về kinh tế bất động sản vào tất cả các khung giờ trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!